Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm US Silacid được sản xuất tại Mỹ Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về USC Lasix cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của USI Lasix: Clarithromycin 500 mg. Dạng bào chế: dạng viên nén bao phim. Công dụng và chỉ định của USC Lasix: viêm amidan, viêm tai giữa, viêm xoang cấp, viêm phế quản mạng có đợt cấp, da và mô mềm. Viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae và Legionella, bạch hầu, giai đoạn đầu của ho gà, nhiễm khuẩn cơ hội do Mycobacterium. Phối hợp để tiệt trừ Helicobacter pylori trong loét dạ dày tá tràng. Cách dùng và liều dùng của US Silacid. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Người lớn, liều thường dùng là 250mg mỗi ngày 2 lần trong 7 ngày, hoặc 500 mg dạng phóng thích có điều chỉnh một lần trên ngày. Trong những trường hợp nhiễm trùng nặng có thể tăng đến 500 mg mỗi ngày 2 lần, hoặc 1000 mg dạng phóng thích có điều chỉnh một lần trên ngày và kéo dài đến 14 ngày. Trẻ em trên 12 tuổi sử dụng như người lớn. Trẻ em dưới 12 tuổi sử dụng thuốc dạng nhũ tương dành cho bệnh nhi liều hàng ngày đối với trẻ em là 7,5 mg trên kg. Mỗi ngày uống 2 lần cho tới liều tối đa 500 mg, Thời gian điều trị thường là 7 đến 10 ngày tùy theo chủng gây bệnh và bệnh nặng hay nhẹ. Điều trị viêm họng do liên cầu khuẩn phải ít nhất 10 ngày. Huyền dịch đã chuẩn bị có thể dùng kèm hoặc không kèm với bữa ăn và uống cùng với sữa. Diệt trừ H. Pylori ở những bệnh nhân loét tá tràng, người lớn, liều -E thường dùng là 500mg mỗi ngày 2 lần trong 7 ngày. Thuốc nên được sử dụng kèm với omeprazone 40mg uống 2 lần mỗi ngày. Người già, sử dụng như người lớn. Suy thận, thường không cần điều chỉnh liều trừ khi bệnh nhân suy thận nặng, độ thanh thải creatinine dưới 30ml trên phút. Nếu cần chỉnh liều nên giảm một nửa tổng liều mỗi ngày, thí dụ 250mg mỗi ngày một lần hoặc 250mg mỗi ngày hai lần trong trường hợp nặng. Chống chỉ định của USC s chống chỉ định trên những bệnh nhân có tiền sử tăng mẫn cảm với những kháng sinh thuộc nhóm macrolide. Không nên cho clarithromycin kèm với những dẫn chất của Ergot lúc có thai và lúc nuôi con bú. Lưu ý khi sử dụng US Silacid. Clarithromycin được bài tiết chủ yếu qua gan và thận, nên thận trọng khi sử dụng kháng sinh này trên những bệnh nhân suy chức năng gan hoặc thận. Việc sử dụng Clarithromycin kéo dài và lập lại có thể gây nên sự phát triển nấm hoặc vi khuẩn không còn nhạy với thuốc. Nếu xảy ra bội nhiễm, nên ngưng Clarithromycin và tiến hành trị liệu thích hợp. Thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ không mong muốn khi sử dụng. Tương tác thuốc Clarithromycin được chứng minh không có tác dụng tương hỗ với những thuốc ngừa thai uống. Giống như những kháng sinh macrolide khác, việc sử dụng Clarithromycin đồng thời với uống những thuốc được hóa bởi hệ thống cytochrome P450, thí dụ warfarin, những alkaloid của ergot, chiazolam, lovastatin, disopyramide, phenytoin và cyclosporine, có thể làm tăng nồng độ những thuốc đó trong huyết thanh. Sử dụng isin -E cho những bệnh nhân đang dùng Theophylline làm tăng nồng độ Theophylline trong huyết thanh và độc tính tiềm tàng của Theophylline. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm USC lacid đồng thời biết cách sử dụng USC lacid sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.